Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu kính 3D đang bán chạy khá chạy trên thị trường. Đây tôi xin giới thiệu dòng kính 3D Glasses EGL410 để chúng ta cùng phối hợp và khám phá sản phẩm này nhé. Dòng kính 3D này thì được đóng trong hộp khá là cẩn thận, được bao bọc bởi hai cái lớp xốp và phía bên trong còn một cái bao đựng nữa. Thì phụ kiện theo kèm kính bao giờ cũng có một cái dây sạc. Dây đó là chúng ta sạc qua cổng micro USB, một miếng giấy lau kính và hai miếng nâng mũi này. Sách hướng dẫn sử dụng thì chắc chắn là phải có rồi. Và kèm theo không bao giờ thiếu đó là một cái bao da. Nhìn sơ qua chúng ta có thể thấy được đây là một dòng kính 3D thiết kế cho dòng các cái máy chiếu công nghệ DOP, và chúng ta hay thường gọi là kính 3D chủ động hoặc là Active 3D. Với thiết kế khá là chắc chắn, hai gọng hai bên là chắc chắn, khá là chắc chắn. Cái mặt kính cũng thiết kế khá là lớn, giúp chúng ta có thể xem những cái khung hình nó rộng hơn những cái dòng kính thông thường. Hai phía hai bên này được thiết kế khá là lớn, giúp chúng ta trong quá trình xem thì sẽ không bị lọt ánh sáng vào phía bên trong hai con mắt của chúng ta. Và cái nút bật tắt nguồn được thiết kế phía bên trái này cũng rất là thuận tiện, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần ấn nhẹ nút nguồn này, cái đèn chớp sáng là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cái điểm nổi bật ở những dòng kính 3D EGL410 này. Thứ nhất đó là thiết kế thời trang, rất là thời trang và sành điệu. Chúng ta cảm thấy là cái nhìn rất là bắt mắt và có tính thẩm mỹ khá cao. Cái thứ hai là trọng lượng rất là nhẹ, chỉ với 41g thôi thì chúng ta đeo lên chúng ta cảm giác rất là nhẹ nhàng, nó không nặng nề như những dòng kính thông thường. Thứ ba là dòng kính này sử dụng cổng micro USB để sạc. Các bạn lưu ý, gần như các cái kính 3D mà 3D Active thì chúng ta phải sử dụng pin sạc, và cái thời lượng pin chúng ta có thể xem liên tục được trong vòng khoảng 40 tiếng. Và một cái điểm nổi bật nữa là khả năng chống nhiễu rất là tốt. Ví dụ chúng ta xem phim ở một cái phòng nào đó mà nó có nhiều cái tần số sóng, còn nhiều cái sóng xung quanh chẳng hạn, thì dòng kính này nó sẽ không chịu ảnh hưởng bởi những cái tần số sóng khác hoặc là những cái bức sóng khác nó ảnh hưởng đến, thì kính này nó chống nhiễu rất là tốt. Và cái ưu điểm khá nổi bật nữa là cái góc nhìn rất là rộng. Ví dụ trong một cái phòng mà xem phim 3D mà có diện tích lớn hoặc là những cái vị trí xa chẳng hạn, thì cái dòng kính EGL410 này sẽ đáp ứng rất là tốt. Với góc nhìn rộng, chúng ta có thể đứng ở mọi vị trí chúng ta vẫn có thể xem được những cái khung hình 3D rất là tốt. Điểm nổi bật nó là khả năng tiết kiệm pin và bảo vệ môi trường. Với những cái dòng kính hiện đại như vậy thì